chúng ta thường nghe nói tới danh tiếng và chất lượng của chè Thái Nguyên. Nhưng trong chuyến hành trình khám phá lần này, hãy cùng đến với một vùng đất khác, nơi cũng đã tạo nên nền văn hóa chè độc đáo, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè bốn phương. Trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Tuyên Quang được coi là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng chè lớn, gắn với những làng nghề chè nổi tiếng như Vĩnh Tân, Sơn Dương, làng Bát, Hàm Yên, Ngân Sơn, Trung Long. Với tính chất khí hậu mát mẻ trong lành, thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này những giống chè quý giá mang hương vị đặc biệt. Trong hành trình về với thủ đô giải phóng, chúng tôi đã ghé thăm Mỹ Lâm, vùng quê trù phú của huyện Yên Sơn, nổi tiếng với các loại chè xanh. Ấn tượng đầu tiên đối với mỗi người chính là những hàng chè đều tăm tắp như những con sóng cứ chạy vòng quanh, rồi xô dần lên trên ngọn của những quả đồi chập trùng bất tận. Nhìn từ trên cao, đồi chè trông giống như những mâm xôi tuyệt đẹp, hay có những đồi chè mênh mông trải dài tít tắp, với hình dáng uốn lượn như những thửa ruộng bậc thang đầy quyến rũ. Chủ yếu đất ở đây là đất đỏ, vì cái chất đất của nó phù hợp nên các giống chè là sản xuất chè xanh là có hiệu quả hơn. Nếu như mà hái tay ấy, năng suất là từ 12 đến 15 tấn, nhưng bây giờ bà con thường dùng cắt máy thì năng suất tới 30-35 tấn. Vì thế mà đời sống của bà con ngày xưa là rất nghèo nàn, lạc hậu, nhưng cho đến bây giờ không còn dân đói nghèo nữa, cũng vì từ cây chè này mà đi lên. Nếu vào mùa hè, mưa nhiều khiến cây chè phát triển mạnh và cho sản lượng lớn, thì bước sang thu, cây chè dãi nắng, ít mưa hơn, nên nước chè sẽ có độ đậm nhất. Tới đầu mùa đông, người dân tiếp tục thu hái. Đến khi rét đậm, cây chè không phát triển, người trồng chè mới tiến hành đốn tỉa, bón phân. Sang xuân, trời hừng ấm, mưa phùn lất phất là thời điểm cho cây chè nảy lộc. Do kết tinh khí trời vị đất trong thời kỳ ngủ đông, nên chè xuân là lứa chè búp đầu tiên trong năm có vị đậm đà, màu nước xanh, hương thơm mát, khiến không chỉ người trồng chế biến mà những người thích uống trà cũng rất mong đợi. Trung tuần tháng 12 là người ta nghỉ, chè nó nghỉ, ngừng sinh triển. Người ta đốn thì lúc đấy người ta nói lúc đấy là cuối đợt sinh trưởng cành, là đầu đợt sinh trưởng rễ thì người ta đốn. Sau đó bắt đầu vào tháng 3, cuối tháng 2, đầu tháng 3 người ta bón phân thì lúc đó người ta hái cành cấp 1. Hết cành cấp 1 sang tháng 4 là bắt đầu chè nghỉ thì người ta lại bón phân đợt 2. Bắt đầu hái chè từ tháng 5 cho đến tháng 11 là liên tục. Khi nào khô xương trên tán chè thì người ta hái, mà hái chè xanh thì người ta chỉ hái một tô mai lá. Đối với người làm chè, để có được ấm chè ngon, đòi hỏi người làm chè phải có tâm huyết, như chọn hái chè vào những ngày nắng ráo, ít mưa. Chè hái xong, về phải sao luôn, không được để ôi. Khi sao chè, quan trọng nhất với người làm chính là khả năng cảm nhận nhiệt, nhiệt độ lớn hay nhỏ cũng ảnh hưởng đến chất lượng của chè sao. Chè sấy khô được hoàn thiện bằng công đoạn đánh mốc, bởi vậy đánh mốc sao cho chè có vị thơm đặc trưng, lên hương một cách tinh tế, chính là cái tài, cái hay của các nghệ nhân làm chè. Rời xa khói bụi và ồn ào tấp nập nơi thành thị để chìm đắm trong không gian sống an lành, thưởng thức hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ những ấm trà xanh màu mật ong, được pha bởi nước giếng khơi đã được sôi già. Hương vị chan chát nơi đầu lưỡi, rồi dần chuyển sang ngọt dịu nhẹ, thanh mát. Cảm giác ấy như đưa ta lạc vào một thế giới thư thái đến khó tin. Thứ nhất là chúng tôi cũng cố gắng là tạo ra những cái sản phẩm độc đáo. Thứ hai, nó có những cái hương vị đặc trưng của địa phương. Thì chúng tôi luôn luôn là nghiên cứu tìm tòi sản xuất ra những cái sản phẩm nó riêng biệt. Chúng tôi cũng đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền, quảng bá, mà đặc biệt là thông qua những cả khách du lịch đến tại địa phương. Thì chúng tôi xây dựng cả những cái mô hình du lịch trải nghiệm để quảng bá được cho khách biết nhiều hơn. Thứ hai nữa là cái sản phẩm thì nó cũng được quảng bá và giới thiệu rộng rãi hơn. Nếu ở các vùng như Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, du khách được cảm nhận vẻ đẹp bát ngát và bất tận của những đồi chè đặc trưng cho vùng Trung Du, thì tại những vùng núi cao của Tuyên Quang như Na Hang, giống chè san tuyết quý giá sẽ mang tới một ấn tượng khác.
xã Hồng Thái, cách thị trấn Na Hang 50 km, nằm trên đỉnh núi cao quanh năm mây phủ, dưới tán rừng nguyên sinh. Với khí hậu mát mẻ, nhiều mây mù quanh năm đã hình thành nên biết bao đặc sản nổi tiếng, đặc biệt là chè san tuyết. San tuyết tức là sơn tuyết, núi cao tới nỗi có tuyết. Cây chè san tuyết là giống chè cổ thụ đã có ở Hồng Thái từ rất lâu rồi. Đến nay đã có nhiều cây chè gần trăm tuổi, tắm nắng, ngậm sương qua từng năm tháng. Rừng chè san tuyết vẫn âm thầm chất lọc tinh túy từ mẹ thiên nhiên để cho ra búp và lá non. Nhưng cây này là nó khoảng độ tầm trên 200 năm tuổi đến 300 năm tuổi. Và cái chè này nó lại phù hợp với cái khí hậu mát lạnh rồi có độ cao ấy. Trước đây nó phải cao 7-8 mét, sau khi đến cái thời các cụ thì biết uống chè thì mới chặt, nó mới thấp như này. Hiện nay tổng diện tích chè san tuyết của xã, toàn xã là 64 ha. Mùa thu hoạch chính là bắt đầu từ xuân, là chè nó ra búp là bắt đầu thu hái cho đến tháng 10 âm lịch. Có thể coi chè san tuyết như một sản phẩm hữu cơ tự nhiên 100%, rất ít có sự tác động của con người. Người dân tộc ở đây chỉ cắt cỏ ở gốc cây, không tưới nước hay chăm sóc cây quá nhiều. Đến thời điểm thích hợp, họ sẽ bắc thang hoặc trèo lên cành để hái những búp chả non ở trên ngọn. Cứ ra búp một cái, nếu búp non mình hái được là loại nào là mình cho hái luôn. Chứ còn nếu mà để quá lứa thì là lứa sau nó lại ra không tốt ngay. Riêng cây chè này cứ càng hái triệt để hái thì nó mới ra, chứ không hái nó lại không mọc mầm. Sau khi thu hoạch lá chè, với kinh nghiệm lâu đời, người dân tại vùng chè sẽ thực hiện các công đoạn tỉ mỉ bằng sự cẩn trọng cao nhất để cho ra thành phẩm cuối cùng là những lá chè to nguyên búp phủ lớp trắng rất đẹp. Về đến xưởng thì mình cho làm héo từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng, sau đó mình cho vào diệt men nhiệt độ tầm 400 độ, quạt nguội xong mình cho vào máy vò để vò tạo cánh, tẽ tơi ra. Sau đó thì mình sẽ bỏ những cái vụn nữa đi, rồi mới cho vào sao tiếp 3 lần nữa. Đến khi chè nó khô đến 97% thì ta lại cho ra cho nó nguội tự nhiên đi, xong bắt đầu ta mới đóng vào bao chống ẩm, ta ủ để đấy. Sau 1 tuần mình mới cho ra, mình làm cái công đoạn cuối cùng. Có nơi thì người ta bảo lấy hương, có những nơi người ta bảo là đánh mốc. Đến nhìn những cái búp chè này, cái cánh chè này nó cứ mốc như thế này, thì xong nó tỏa mùi hương thơm, thì là lúc bây giờ thì sẽ đạt. Công đoạn đấy là phải nói là quan trọng nhất. Những người có kinh nghiệm thì mới làm những cái công đoạn đó. Chè san tuyết là một loại sản vật đẹp cả về sắc lẫn hương. Lá chà to, nguyên cánh, cong nhẹ, giòn vừa, không dễ vỡ vụn. Khi pha với nước nóng, lá chà bắt đầu bung tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Nước chà từ từ chuyển sang màu vàng nhẹ sóng sánh. Cháu cảm thấy là cái chè này nó hơi chát chát ban đầu, và sau thì nó có vị hậu ngọt. Và cái màu sắc của chè thì nó vàng và nó hơi hồng. Cái đấy, cái chè lúc đầu là mình thưởng hương mà. Vâng. Thưởng hương thì mình không quá 2 phút. Thế đó thì mình rót hết. Sau đó thì mình lại cho đổ cái nước thứ hai vào. Nó gọi là thưởng vị. Vâng. Thì phải không dưới 5 phút. Thì sau đó thì mới rót ra. Về với Tuyên Quang, ngoài được thưởng thức những ấm chè thơm nồng mang vị đặc trưng của chè xứ Tuyên, du khách còn được trải nghiệm tham gia các hoạt động hái chè cùng những người nông dân, hòa mình với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, tận hưởng mùi thơm nồng nàn của hương chè, dạo bước trên những đồi chè xanh uốn lượn như những dải lụa mềm mại, và bắt gặp những cảnh sắc làm say đắm lòng người, được tận mắt chứng kiến và cùng tham gia vào từng công đoạn chế biến chè cầu kỳ và phức tạp. Trong năm vừa qua thì xã cũng như hợp tác xã đã phối hợp với nhau rất là tốt trong việc phát triển cây chè và làm sản phẩm, cũng như là phát triển cả thêm phần du lịch để cho du khách được trải nghiệm những vườn chè cổ thụ có hàng trăm năm tuổi, để du khách được trải nghiệm, để thưởng thức chè xanh tại vườn chè. Người dân lên đánh giá rất cao, cũng như du khách đã mang lại thu nhập cho bà con, cho nên trong quá trình thực hiện rất thuận lợi về đề án phát triển cây chè của huyện cũng như của xã. Sau hành trình tìm hiểu những cái loại chè ở Tuyên Quang, từ cái vùng Trung Du Mỹ Bằng cho đến Na Hang, mình cảm thấy là mình được tiếp thu rất là nhiều kiến thức mới, và tôi cũng mong rằng các cái sản phẩm chè của Tuyên Quang sẽ được mọi người biết đến rộng rãi hơn nữa,
để tất cả mọi người có thể được thưởng thức một cái thực phẩm sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe. Hương sắc núi rừng xứ Tuyên hòa quyện vào từng sản vật, mang theo những thức quà đặc sản dành tặng người thân, bạn bè. Thương hiệu chè xứ Tuyên đã và đang ngày càng được khẳng định. Chuyện Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng Thủ tướng nước bạn cân chè ngon xứ Tuyên đã minh chứng điều đó. Và chắc chắn rằng trong thời gian tới, hương vị độc đáo này sẽ còn bay xa mãi tới khắp mọi miền Tổ quốc, trở thành sản phẩm du lịch nổi trội của vùng đất chiến khu cách mạng xưa.